Pro 5G hỗ trợ băng tần siêu tốc. Báo cáo của DigiTimes cũng cho biết, Advanced Semiconductor Engineering của Đài Loan sẽ là đơn vị cung cấp gói anten cho iPad 5G cùng iPhone 5G. Mặc dù chưa được tiết lộ thông tin chi tiết, nhưng mẫu iPad 5G chắc chắn có chi phí sản xuất cao hơn do công nghệ cao cấp 5G. iPhone 5G được dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. iPad Pro 5G được dự đoán phát hành sớm nhất vào nửa cuối năm 2020. Các tính năng mới nhất thường được Apple trang bị cho iPhone trước iPad nhưng cũng có một ngoại lệ là iPad thế hệ 3 được hỗ trợ LTE vào tháng 3 năm 2012, trước iPhone 5 ra mắt sau đó vào tháng 9 năm 2012. Về băng tần Wave hay còn được gọi là Millimeter Wave, là một tập hợp các tần số 5G hứa hẹn tốc độ cực nhanh ở khoảng cách ngắn, phù hợp nhất cho các khu đô thị đông đúc. Để so sánh, 5G dưới 6 GHz sẽ chậm hơn Wave, nhưng tín hiệu truyền đi xa hơn, phục vụ tốt hơn cho khu vực ngoại thành và vùng nông thôn.